Chương đề Quốc phòng toàn dân xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình với các nội dung chính sau đây. Phần tin thời sự quân sự quốc phòng trong tỉnh, phóng sự bám địa bàn giúp nhân dân vượt qua khó khăn. Bây giờ, mời quý vị và các đồng chí bắt đầu theo dõi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo có Đại tá Trần Chí Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Đại tá Lê Minh Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Trần Đình Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các quyền, thị xã, thành phố, các ban ngành, đoàn thể tỉnh. Đại tá Nguyễn Minh Tấn, phó chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Qua thượng thích minh thiện ủy viên trung ương giáo hội phật giáo việt nam trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường chủ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, tạo sự lan tỏa, góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang tỉnh với đồng bào tôn giáo, củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. Bên cạnh nâng cao kiến thức quốc phòng an ninh cùng những hoạt động an sinh xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Ban Chỉ huy quân sự quyện và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyện, quyên cấp dần động xây tặng 120 căn nhà tình nghĩa quân dân, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho gia đình cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ dự bị trồng chiên và gia đình Phật tử có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí gần 8 tỷ đồng phối hợp khám bệnh tặng quà cho người dân nghèo các quyền biên giới, điểm dân cư liền kề, cựu tù, các đơn vị biên giới và chương trình Tết quân dân trị giá 2,3 tỷ đồng. Lực lượng vũ trang tỉnh đã xây dựng 7 công trình thể dục thể thao giá trị trên 1,7 tỷ đồng, tặng các cơ sở tôn giáo, xóm, ấp, dùng đồng bào tôn giáo, Phật tử sinh sống, có thêm đời sống tinh thần phong phú, đa dạng và tốt đẹp hơn. Đặc biệt, trong cao điểm dịch COVID-19 vừa qua, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đồng hành cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vận động các mệnh thường quân, phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội địa phương, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng, được cấp ủy chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Chí Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao nội dung chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự đồng thuận cao. Sự phối hợp này tiếp tục phát huy với những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần tăng cường sự gắn bó đoàn kết giữa lực lượng vũ trang tỉnh với đồng bào Phật giáo, củng cố tình đoàn kết quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân. Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đang và sẽ tiếp tục được triển khai tổ chức thực hiện tốt trong giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Dịp này, hội nghị trao bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho 42 tập thể cá nhân đạt thành tích tốt. Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An tổ chức đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Một, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh. Đến dự có lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Hội doanh nhân Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh bạn và mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng chủ trang nhân dân cùng 250 đại biểu dự đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, câu lạc bộ doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh đã thực hiện tốt công tác nghĩa tình, xây tặng hai cây cầu, 50 căn nhà đồng đội, 110 căn nhà tình thương, tặng quà sửa chữa 28 nhà chính sách cho cựu chiến binh, cựu quân nhân làm đường bê tông liên áp khu phố, hỗ trợ cho hội chiên nghèo khó, góp phần xóa nghèo trên 50 hộ là hội chiên thuộc câu lạc bộ với tổng số tiền trên 19 tỷ 697 triệu đồng. Dịp này, đại hội công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An. Với tinh thần chỉ đạo đoàn kết, kỹ cương, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển, Đại hội Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An lần thứ ba, nhiệm kỳ 2023-2028, tập trung trí tuệ đóng góp thảo luận và thống nhất đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và điều lệ trong nhiệm kỳ tới phát biểu chỉ đạo trong đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Thành, phó chủ tịch hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh trong thời gian tới, hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Long An tiếp tục phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, hỗ trợ nhau về chuyên môn kỹ thuật trên tinh thần đoàn kết để cùng phát triển dân lên làm giàu chính đáng mở rộng giao lưu giữa các hội viên với phương châm hợp tác phát triển hội nhập góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương xây dựng hội vững mạnh đồng chí nguyễn văn một phó chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh ghi nhận quá trình xây dựng phấn đấu trưởng thành của câu lạc bộ từ ngày thành lập đến nay nâng tầm lên thành hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh trong nhiệm kỳ này hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh chủ động khắc phục khó khăn đoàn kết sáng tạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế tỏa sáng trong thời bình Đại hội đã bầu ban chấp hành hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh gồm 33 ủy viên, bầu ban thường vụ, ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Văn Cường được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An lần 3, nhiệm kỳ 2023-2028. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hành quân đến trường bắn Tây Ninh, tiến hành kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2023. Thượng tá Đặng Hoàng Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ đạo kiểm tra bắn đạn thật. Đợt kiểm tra bắn được tiến hành từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 cho các đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, đại đội huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Quá, Kiến Tường, Thành Quá, Đức Quệ. Các chiến sĩ tham gia kiểm tra bắn B41 cối 60, bài 1, bài 2 ban ngày và ban đêm. Tiểu đội bộ binh bắn chiến đấu phòng ngự và tiến công. Các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, cơ động bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. Trong ngày đầu tiên, tiểu đoàn 1 trung đoàn 738 đã tham gia kiểm tra bắn đạn thật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị. Quá trình bắn, các chiến sĩ có tâm lý vững vàng, vận dụng tốt các kiến thức được huấn luyện vào từng nội dung bài bắn và xử lý linh hoạt các tình huống trong chiến đấu. Buổi kiểm tra đạt mục tiêu yêu cầu đề ra. Đây là cơ sở để đánh giá trình độ nhận thức, kỹ năng của bộ đội sử dụng các loại vũ khí được trang bị, đồng thời làm cơ sở để đơn vị huấn luyện các nội dung chuyên sâu. Kính thưa quý vị và các đồng chí, những ngày qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Long An bám địa bàn giúp dân để gặt 14 hecta lúa bị ngập chìm trong nước do lũ bắt đầu tràn về, làm dở một số đoạn đê cùng với những cơn mưa lớn. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lực lượng bộ đội thường trực, dân quân, dược nắng, thắng mưa quyết tâm đưa hết lượng lúa bị ngập của những hộ dân đến nơi an toàn đã để lại hình ảnh đẹp của tình quân dân nơi dùng biên giới. Hơn 120 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quyện Thành Quá, đại đội dân quân thường trực, luân phiên tập trung thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và lực lượng dân quân xã đã bám địa bàn, giúp dân gặt hoàn thành 14 hecta lúa bị ngập chìm trong nước, đứng chân trên địa bàn, nhận được tin báo từ địa phương, nhận lệnh từ Ban Chỉ huy Quân sự quyện, cán bộ chiến sĩ đại đội bộ binh quyện đã nhanh chóng cơ động cùng với lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên xã, khẩn trương giúp dân gặt lúa chạy mưa lũ. À, khi được uh, nghe tin lúa bà con nông dân uh, ở uh, xã Tường Bình đây uh, bị ngập về với được lệnh cấp trên, thì uh, tôi và các chiến sĩ uh, những ngày qua với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cơ động hành quân đến đây để giúp bà con uh, gặt lúa, tải lúa bên bờ chúng tôi ăn dở mì sau đó tiếp tục là làm việc giúp bà con vượt qua cái khó khăn và thắt chặt thêm cái tình nghĩa quân dân với nhau lúa ở đây thì nó rất là ngập ngập sâu những món lúa nằm ở sâu dưới nước chúng tôi phải hợp sâu dưới để dớt từ món lúa lên quần áo thì rất là ướt rất là lạnh nhưng anh em thì ai cũng làm rất là nhiệt tình ăn say để giúp đỡ bà con nhân dân vượt qua khó khăn trong vụ mùa hôm nay không kịp trở tay chỉ sau một đêm mưa to cùng với nước lũ bốn hecta lúa của hộ ông lê duy tân ấp trà cú xã thuận bình huyện thạnh hóa tỉnh long an bị ngập nước nhân công lao động không có nhà nông chỉ trông chờ đến ngày thu hoạch nhìn ruộng lúa chìm dần trong nước ông như ngồi trên đống lửa trong tình thế khẩn cấp cán bộ chiến sĩ đại đội bộ binh quyện cùng các lực lượng đến kịp thời giúp gia đình gặt lúa có 14 mẫu lúa bị dở đê do lũ, rồi bị ngập nước nếu không có lực lượng cán bộ của bộ đội, chính quyền địa phương xã giúp đỡ thì bỏ luôn không thể thu hoạch được phần nào hết là thiệt hại hoàn toàn trăm phần trăm cũng nhờ có chính quyền địa phương xã các cấp, bộ đội dân quân đội xuống. Của bên công an xã huyện này cũng xuống hỗ trợ rồi cắt các thu hoạch cũng kịp thời. Của mấy anh cũng đến nhiệt tình em cũng chân thành cảm ơn. Dầm mình dưới nước, quân phục ướt sũng, từng người nhanh tay vớt cắt từng bông lúa, chất lên xuồng đưa vào bờ. Dù chất giả, nhưng tiếng cười nói vẫn rộn ràng ở một góc cánh đồng mùa lũ bởi các anh giúp bà con thu hoạch và đưa lúa được đến bờ an toàn là thấy mừng rồi vì bà con ở vùng biên này cuộc sống cũng còn khó khăn nên lúa đến ngày thu hoạch mà bị ngập hư hết coi như trắng tay khi được lệnh chúng tôi về đây để giúp nhân dân cắt lúa vì hiện tại nên lúa bị ngập qua tới ngọn chúng tôi giúp nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì nhân ở đây chủ yếu sống dựa vào ruộng lúa nên chúng tôi phải cố gắng hết sức mình để giúp nhân dân dù làm có cực nhưng chúng tôi cũng cố gắng mình vì giúp dân là niềm vui của chúng tôi giúp dân vừa là trách nhiệm vừa là niềm tin dự của chúng tôi bữa ăn trưa dội vàng ngay tại thực địa do anh nuôi đơn vị mang đến các chiến sĩ lại tiếp tục bắt tay vào việc Đợt nước này thì có hậu dân có đây có 7 hecta bị ngập nước rồi nhờ bộ đội xuống hỗ trợ giúp cho dân để mà thu hoạch. Người bắt chú bộ đội xuống đây rất nhiệt tình. Người dân đây cũng rất cảm mến và nó tiếp tục hậu đồng hậu. Các chú bộ đội xuống đây không đòi hỏi gì hết. Tinh thần làm mà nói chung là người dân rất phấn khởi riêng bản thân tôi tôi thấy rất quý. Nói chung là rất tâm đất với tinh thần của các chú bộ đội chia lực lượng đến ấp T3, cũng thuộc xã Thuận Bình để hỗ trợ bà con có diện tích lúa bị ngập. Đơn vị ưu tiên đến giúp những hộ có ruộng lúa bị ngập nặng và hộ có hoàn cảnh neo đơn trước. Mấy hôm nay chúng tôi đã bám dân, bám địa bàn để phục vụ nhân dân vận chuyển các phần lúa đã bị ngập, úng do lũ triều cường lên để vận chuyển hết số lúa lên trên bờ để giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân ở đâu nhân dân cần có chúng tôi ở đó. Thượng Bình thuộc vùng trũng nên khi vào mùa lũ hay mưa nhiều làm đồng ruộng bị ngập nặng hơn do khó thoát nước hơn các địa bàn khác. Với vai trò nồng cốt, cán bộ chiến sĩ đại đội bộ binh quyện phối hợp với các lực lượng đã gặt hết diện tích lúa bị ngập. Họ làm việc cực lực như giúp cho chính gia đình, người thân của mình. Hiện nay thì tình hình ngập lúa trên địa bàn xã thì khoảng là có khoảng là hơn 10 hecta à, đa số thì người dân đã thu hoạch hết rồi, dứt điểm. Còn một số hecta còn lại là do người dân dệt xạ trễ, không có theo lịch cho nên là dẫn đến bị ngập. À, khi mà bị ngập, chính quyền cũng có nhờ hỗ trợ của các lực lượng thì được sự giúp đỡ rất là nhiệt tình. Khi mà thông báo thì đã hỏi là ngày nào, giờ nào thì sẽ dân được thì sẽ đúng để hỗ trợ, đưa lực lượng đến hỗ trợ rất là nhiệt tình. Bà con rất là vui, phấn khởi. À, về phía địa phương thì cũng rất là cảm ơn lực lượng bộ đội của mình. Khi mà dân cần, nhà nước cần thì đã hỗ trợ hết mình để mà giúp đỡ dân, nhất là trong những lúc mà khó khăn trên những cánh đồng mênh mông nước hình ảnh bộ đội công an dân quân bóng áo xanh của đoàn dớt từng bông lúa thật đẹp nét đẹp của tình đoàn kết thắm tình quân dân nơi biên cương giới người chiến sĩ mệnh lệnh từ trái tim đã thôi thúc các anh luôn có mặt và đồng hành cùng nhân dân nơi vùng biên giới vượt qua khó khăn hướng về phía trước thưa quý vị và các đồng chí Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên đề quốc phòng toàn dân của lực lượng chủ trang Long An. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau.